Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 9 Ryan và hôm nay tiếp tục với bài Unit 2 Natural Wonder and Travel 2F nha, 2F trang 33 với bài số 7 là bài Listening. Hãy nghe một đoạn hội thoại nói về kỳ nghỉ nhé, một cái kế hoạch đi nghỉ mát và đi một chỗ trống không quá hai từ hoặc là một con số. Destination là điểm đến, Philippines, loại kỳ nghỉ gì. Rồi chi tiết về chuyến bay, khởi hành, depart là khởi hành từ London vào lúc mấy giờ, đến Manila vào lúc 8:30 chiều nè, 8:30 tối đó. Accommodation là chỗ ở, khách sạn tên là gì, ngày số ngày ở là mấy tuần. Activity là hoạt động, đi ngắm cảnh với một hướng dẫn viên du lịch, đi thăm cái gì đó. Take a tour, đi một cái tour về miền quê để mà xem núi lửa, rồi thác và biển. Ok, bây giờ chúng ta nghe. Rồi, chúng ta nghe cái bài này. Exercise 7, page 33. Hi Steve, did you decide where to go on holiday? Hi Carol, I'm going to the Philippines for a sightseeing holiday and I'm flying on Saturday. That's wonderful. What time does your flight leave? The plane takes off from London at 7:30 p.m. and we arrive in Manila at 8:30 p.m. local time. How exciting! I know where to stay when you're there. You should consider booking a room at the Diamond Hotel. Actually, we decided to stay at a less expensive hotel. The Lotus Hotel is beautiful and it's much cheaper. Sounds great! And how long is your trip? We plan to stay for 2 weeks, so we have enough time to do lots of sightseeing activities. Sounds interesting. Tell me about them. We're going to see the sights with a tour guide. For the first week, we're going to visit historic buildings in Manila. For the second week, we're going to take a tour in the countryside to see volcanoes, waterfalls, and beaches. You had better take lots of pictures. Okay. Okay. Nhớ lại và điền đáp án. Exercise 7, page 33. Hi Steve, did you decide where to go on holiday? Hi Carol, I'm going to the Philippines for a sightseeing holiday and I'm flying on Saturday. That's wonderful. What time does your flight leave? The plane takes off from London at 7:30 p.m. and we arrive in Manila at 8:30 p.m. local time. How exciting! I know where to stay when you're there. You should consider booking a room at the Diamond Hotel. Actually, we decided to stay at a less expensive hotel. The Lotus Hotel is beautiful and it's much cheaper. Sounds great! And how long is your trip? We plan to stay for 2 weeks, so we have enough time to do lots of sightseeing activities. Sounds interesting. Tell me about them. We're going to see the sights with a tour guide. For the first week, we're going to visit historic buildings in Manila. For the second week, we're going to take a tour in the countryside to see volcanoes, waterfalls, and beaches. You had better take lots of pictures. Okay. Okay, câu số 1 là sightseeing holiday, kỳ nghỉ đi ngắm cảnh. Number 2, 7:30 tối. Number 3, Lotus Hotel. Number 4, 2 tuần, 2 weeks. Number 5, historic buildings. Bài số 8 của chúng ta, hãy tưởng tượng bạn sẽ đi nghỉ mát với bạn của bạn. Hãy lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ và trình bày với cả lớp. Rồi, chúng ta có thể làm như thế này. And destination, Quốc Phương National Park, types of holiday, volunteer holiday, flight details, departure from Hanoi by bus, 9 a.m. arrival at Quốc Phương National Park, 12 p.m. accommodation, camping tents, length of stay, 1 week, activity, prepare animal food, feed animal, branches, take photo of nature beauty. Ok, cái điểm đến của chúng ta đó là vườn quốc gia Quốc Phương, loại kỳ nghỉ là kỳ nghỉ thiện nguyện,
Chi tiết về chuyến bay là khởi hành từ Hà Nội bằng xe buýt lúc 9 giờ sáng và đến vườn quốc gia Cúc Phương vào 12 giờ đêm. Chỗ ở là cắm trại. Cái thời gian đó là 1 week, 1 tuần. Activity, những hoạt động là chuẩn bị đồ ăn cho động vật, cho động vật ăn, trồng cây, chụp hình, cảnh đẹp tự nhiên. Mà chúng ta viết một cái đoạn văn như thế này: I want to go on a volunteer holiday with my friends in Cúc Phương National Park. We are going to get there by bus. The bus leave Hà Nội at 9 a.m. and arrive at Cúc Phương National Park at 12 p.m. We are going to stay in a camping tent for 1 week. There are lots of things for us to do there. We can prepare animal foods, feed animals, branches and take photos of nature beauty. Ok, đó là cái bài số 8 của chúng ta.